Từ khóa này Sơn sẽ nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Từ khóa này, đó, sự lựa chọn quan trọng hơn sự nỗ lực và cố gắng. Bạn có thể cố gắng một ít thôi, nỗ lực một ít thôi, nhưng lựa chọn đúng ngay từ đầu rồi thì thành công nhanh. Nhưng nếu như càng lựa chọn đúng mà càng nỗ lực nữa thì sao ạ? Càng nhanh hơn nữa. Thích không? Càng nhanh hơn nữa. Nên nói bởi vậy có nhiều người cứ hỏi Sơn đó là cái bí quyết gì mà Sơn có thể làm việc năng lượng được như vậy? Một người quan tâm không? Nhiều người thấy quan tâm lắm, nhiều người hỏi Sơn như vậy lắm. Muốn gặp Sơn là chỉ muốn biết là tại sao Sơn lại có thể làm được việc liên tục mà có năng lượng được như vậy. Thì thực ra là mình lựa chọn đúng này. Cái lựa chọn đúng này nó hay lắm. Nó sẽ kích thích cho mình bởi vì nó ra được kết quả mà. Nó ra được kết quả rồi thì tự nhiên nó tạo ra một cái hormone ở đó. Và cái hormone này nó tạo ra cái năng lượng. Chúng ta làm không biết mệt. Nhưng nếu như bây giờ lựa chọn sai thì sao? Nỗ lực rất là nhiều nhưng mà không ra kết quả thì nó khiến chúng ta bị nản chí, bị đi xuống cái tinh thần. Và lúc đó là chúng ta sẽ không có thể nào mà chúng ta tạo ra được cái năng lượng lớn được. Nên lựa chọn nó quan trọng. Đôi khi làm ít mà được nhiều là như vậy á. Hay mọi người có thể mua cái cuốn sách đó là Luật 20-80. Sơn rất thích về bộ sách này. Sơn dường như Sơn mua hết 20-80. Định luật 20-80 á. Định luật 20-80. Mọi người viết xuống nếu như mà chưa đọc cái cuốn sách này. Đây là một trong những cuốn sách mà dường như thay đổi cái tư duy và thay đổi cuộc đời của Sơn luôn. Định luật 20-80 và dường như nó có nhiều cái cuốn sách liên quan nó lắm. Trong cuộc sống, trong công việc, trong sự lựa chọn. Rất là nhiều. Ai đọc cuốn sách này rồi? Chưa hả? Có một vài người đúng không ạ? Hay không? Tuyệt vời. Nghiên cứu nó nhiều lần. Và thậm chí bạn sẽ nghe được cái tư duy này nhiều lần ở trong cuộc đời của bạn. Lựa chọn 20-80. Đôi khi có khoảng 20% á, cái quyết định mà bạn quyết định trong cuộc sống á, hoặc là 20% cái thời gian bạn làm một cái việc gì đó, đó nó đã tạo ra được 80% thời gian kết quả. Và đôi khi có những cái 80% cái thời gian bạn bỏ vào á, nó chỉ khoảng tạo được khoảng 20% cái kết quả thôi. Thì cái việc ở đây đó là chúng ta lựa chọn. Lựa chọn ra những cái điều nào nó tạo ra kết quả lớn cho mình. Tập trung vào nó nhiều hơn. Ok không các bạn? Được không? Ai hiểu phần này rồi? Thấy phần này hay và giá trị không mọi người? Giá trị không ạ? Ok.